Hôm nay, Let's Go sẽ giới thiệu với các tín đồ ẩm thực một địa chỉ ăn ngan rất ngon tại số 77 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Suốt 30 năm qua, hương vị ngon khó cưỡng của các món ngan ở đây không hề thay đổi chút nào. Dù là ngan quay hay ngan hấp thì vẫn còn nguyên vị ngon ngọt trong từng thớ thịt. Nước chấm là thứ vũ khí đã làm mê hồn bao thực khách sành ăn ghé quán. Ăn ngan quay mà thiếu thứ nước chấm này thì độ ngon tự khắc sẽ giảm đi một nửa. Ngan thì đúng là chưa thấy ở đâu nó đặc trưng như ở đây. Ngan thịt rất là tươi, ngon, dai. Còn nó không có cái mùi hôi của ngan, cái đặc trưng của nước chấm nữa. Thấy rất là ngon, và cũng thấy là các bạn nhân viên các bạn ấy tư vấn là cái này là công thức của cô chủ làm. Mình cũng đến đây ăn nhiều rồi, thì các món ăn ở đây thì theo mình thấy là rất là ngon. Cái bố trí trang trí trình bày thì rất là đẹp. Không gian thì ấm cúng, phù hợp với các buổi là tụ tập gia đình hay bạn bè là đến đây. Không chỉ ngon ở hương vị mà còn độc đáo ở cách trình bày. Món nào cũng khiến người ta phải thương nhớ chỉ sau một lần thử. Nếu có nhu cầu ship tận nhà, Khoa Ngan sẽ đóng hộp không thiếu gì từ thịt, rau thơm đến nước chấm. Dịch vụ giao hàng sẽ giúp các bạn không phải di chuyển quá xa mà vẫn được thưởng thức. Mới chỉ nhìn thôi, có lẽ các bạn sẽ lầm tưởng đây là chiếc bánh pizza cỡ lớn phải không nào? Tất cả đàn ngan của Khoa Ngan trước khi đặt đem ăn chế biến thì đều được nuôi từ nhỏ theo chế độ dinh dưỡng và thả nuôi tự nhiên của trang trại Khoa Ngan, cùng với cả cái bí quyết kinh nghiệm 32 năm đã kinh doanh ngan thì nhà hàng chúng tôi đang có cái món ăn rất là đặc trưng của nhà hàng mà các người khác không thể có được. Nếu ở Trung Quốc có món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng, thì có lẽ ở Việt Nam, Khoa Ngan được nhiều người đánh giá đây là một trong những món ngon của Hà Thành. Quý vị và các bạn nếu chưa biết ăn gì tối nay, thì đây sẽ là địa chỉ thực sự lý tưởng. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thoải mái bên gia đình và người thân.